Cuộc đời này thật nhiều chông gai, đôi chân của tôi trở nên mệt nhoài, cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh và cả tương lai tôi cố đứng lên mà bước. Có lúc đôi chân của tôi như muốn ngã gục, lại nghĩ trên đôi vai của mình là một gánh nặng gia đình, lại đứng lên bước tiếp để rồi một ngày vinh quang sẽ chào đón. Nào ngờ lòng người toàn đa đoan, đã khiến tôi rơi vào cái bẫy của người đời. Ngoài mặt thì họ gọi anh em, nhưng bên trong thì toàn tính toán độc ác. Chẳng biết ai là người đã có ơn với mình, cũng chẳng biết ai là người thân của mình. Họ sẵn sàng ra tay hãm hại khi không còn được lợi dụng. Tình nghĩa bao năm với họ cũng chẳng thể nào bằng tiền, với họ chỉ có tiền mà thôi. Nên những người trước cả hại tôi, thấy bây giờ có vui không? Nhìn cái cảnh này vui không? Vui chứ đúng không? Quá vui. Cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh và cả tương lai tôi cố đứng lên mà bước. Có lúc đôi chân của tôi như muốn ngã gục, lại nghĩ trên đôi vai của mình là một gánh nặng gia đình, lại đứng lên bước tiếp để rồi một ngày vinh quang sẽ chào đón. Nào ngờ lòng người toàn đa đoan, đã khiến tôi rơi vào cái bẫy của người đời. Ngoài mặt thì họ gọi anh em, nhưng bên trong thì toàn tính toán độc ác. Chẳng biết ai là người đã có ơn với mình, cũng chẳng biết ai là người thân của mình. Họ sẵn sàng ra tay hãm hại khi không còn được lợi dụng. Tình nghĩa bao năm với họ cũng chẳng thể nào bằng tiền, với họ chỉ có tiền mà thôi.